Chào mừng cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Tuấn Minh. Hôm nay nó là những cái ngày cận kề ngày Tết âm rồi. Em Tuấn Minh hôm nay lại dọn kho ra, có một số những cái mã sản phẩm cũ đã qua sử dụng. Em lên video thanh lý cho các bác, hoặc là một số những cái mã sản phẩm mà em Tuấn Minh ôm nhiều, bây giờ là cuối năm nó đang còn tồn. Thế nên là lên video này cho những bác nào nhanh tay nhá. Hoặc đặc biệt những bác nào mà đã follow kênh thì chủ động khi em lên video thì liên hệ sớm nha. Các bác có thể gọi điện trực tiếp theo cái số điện thoại trên màn hình hoặc kết bạn Zalo cho em Tuấn Minh nhá. Ok các bác, hôm nay đầu tiên vào video thì em có hai cái mã sản phẩm này, nó gọi là hàng cũ đã qua sử dụng hoặc là hàng tồn kho để lâu ngày nó cũ rồi đấy nè. Hôm trước em có hai cái thân này nhá, thanh lý một cái rồi, bây giờ còn một cái thôi. Đấy, cái này cái cũ nha các bác, lưu ý cho em ba chức năng có búa. Cái này thì thanh lý nhanh cho các bác thôi, chân Makita phổ thông nhá. Đấy, 100.000 vẫn sống bình thường nhá. 100k cái này nhá. Đấy, bác nào chốt thì chủ động gọi sớm cho em. Rồi, tiếp theo đây là cái thân bu lông Makita huyền thoại này. Đấy, cái này thì vẫn khỏe ngon lành các bác nhá. Cái này thì nó là hàng gọi là trưng bày, thi thoảng em mang ra em test video các thứ thì bây giờ nó cũ như này rồi. Cái này cũng thanh lý lốt cho các bác nhá. 150.000 thân máy vẫn sống bình thường. 150.000 nhá. Rồi, đây là hai cái mã hàng cũ đã qua sử dụng. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác hai cái mã bu lông giá rất là rẻ. Hai cái mã này thì các bác quan tâm nhiều nhất thời gian vừa qua. Đây này, đây là con Hitachi. Con này thì nói luôn em còn có 2-3 bộ thôi, nhưng mà em không xé lẻ ra nữa nhá, vì bây giờ cuối năm rồi, còn loanh quanh có vài bộ như này thôi. Nên là thanh lý nốt cho các bác full bộ của nó như này, một máy này, hai quả pin 10 cell và một sạc, một đầu khẩu 22 đi kèm nha. Em báo giá luôn nhá, thanh lý full bộ như này cho các bác. Giá cả bộ 580.000. Em bao ship luôn nhá. 580 bao ship cả bộ, một máy hai pin một sạc. Rồi, tiếp theo là cái bu lông con đều quát này. Cái này thì nhiều bác hỏi em nhất này. Nhiều bác vừa rồi có hỏi cái thân đều quát này có thanh lý không, thì em nói luôn bây giờ em không thanh lý lẻ thân nữa đâu. Này cả bộ bây giờ nó rất là rẻ rồi. Cũng một máy hai pin một sạc nhá. Lưu ý cho em hai cái con này lực siết của nó loanh quanh khoảng 300 đến 350 lưu tơ. Đầu 2 trong 1 nhá. Đây là máy mới các bác nhá. Cái này thì em còn sót kho vài ba cái thôi. Đấy, thanh lý lốt cả bộ như này cho các bác này. 680. Bộ này thì 680.000. Một máy, hai pin, một sạc, có cả hộp nhựa đi kèm nhá. 680.000. Đấy, các bác lưu ý mã này là 580. Còn con vàng kia là 680. Rồi, tiếp theo chuyển qua cái hệ máy chuyên vít. Chuyên vít thì hiện tại đây là em đang có mấy cái mã của Hukan. Con này không phải hàng thanh lý. Đây đó là hàng mới. Hàng này thì là lý do là em Tuấn Minh sẽ lên cái video để rẻ cho các bác, là em ôm nhiều nhá. Con này em ôm rất nhiều. Con này thì mẫu Hukan TD173 màu xám xi măng. Cái màu này thì nó là cái màu bán chạy nhất của Hukan năm vừa rồi. Để em lắp thử quả pin cho các bác xem mà. Con này nó cực kỳ đẹp luôn. Mẫu mã của nó lấy nguyên cái mẫu của con Makita TD173. Đây các bác này, nhìn quả đèn cực kỳ sáng luôn. 4 cấp chỉnh tốc chân Makita phổ thông nhá. Con này thì em giảm 50.000 so với giá limit của công ty. Công ty đang bán cái thân máy này là 570. Đấy, bác nào chốt con xám xi măng này em để cho các bác 520 thôi. Bao ship tận nơi cho các bác nhá. 520.000 một thân. Con này lực 180 lưu các bác nhá, lực 180 lưu tơn. Rồi, tiếp theo chuyển qua cái mẫu cao cấp nhất hiện tại của Hukan, đây là chuyên vít, nếu như bác nào mà có điều kiện kinh tế thì chơi con này cho em này. Con này là CV230. Cái mẫu này mà thực ra ngày đầu các bác mua con này thì giá nó cực kỳ là cao. Ngày đầu tiên UK nó về cái mã này nhá, thân máy của nó giá nó là 980.000 một thân. Nhưng hiện tại nhá, con này bây giờ em Tuấn Minh đang ôm số lượng rất là nhiều. Cái thứ hai nữa, công ty đang trợ giá con này. Con này thì nó nhiều tính năng lắm. Đây, bác nào mà chơi hệ chuyên vít cao cấp thì nhìn mã này giống hệt con của Dicton. Đấy, mà Dicton đang bán 1,2 triệu một thân nhá. Em báo giá luôn cho bác đỡ chờ đợi này. Con này nhớ cho em nó là phân khúc cao cấp. Bác nào làm mái tôn, vít sắt, vít gỗ, con này thì hết nước chấm luôn. Thân máy nhá, em sẽ để cho các bác với giá chỉ có 650.000 một thân thôi. 650.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì chủ động liên hệ sớm cho em. Hai cái mã này là hai cái mã đang bán rất là nhiều của Hukan rồi. Rồi, tiếp theo bây giờ chuyển qua pin đi. Pin thì đợt này em chỉ còn ít thôi. Cái quả pin Kin này hôm trước em Tuấn Minh đã lên video rất nhiều rồi. Đây nhá, hai quả 10 và 15 cell. Đấy, quả 15 cell 6A này. Đây là hàng công ty các bác nhá, không phải là hàng tàu dán tem theo kiểu Makita 199V như này đâu. Đây là cái loại này thì nói luôn là em Tuấn Minh bây giờ bán với giá loanh quanh có 170.000 một quả thôi. Đấy. Còn đây là hàng công ty các bác nhá, bảo hành 6 tháng.
Loại này hôm trước em lên video bán rất nhiều rồi, chân Makita phổ thông. Quả này 10 sale là 280 này. Quả 15 sale này là 320. Đấy nha, có bác mua đi mua lại của em phải mấy lần rồi vì về dùng thấy nó ngon, giá lại hợp lý. 320 các bác nhá. Rồi, tiếp theo để nói về thương hiệu Kin thì hiện tại ở đây em đang có hai cái mã khoan của thương hiệu Kin. Nhớ cho em thương hiệu Kin nó là thương hiệu phân khúc cao cấp nhưng mà giá thì nó lại rất là bình dân. Ở đây em đang có hai mã, một mã Kin 1610, con này là đầu 10 ly nhá. Các bác nhìn này, cái nguyên vật liệu làm nên con này cực kỳ là đẹp. Nhìn nó khác hẳn cái phân khúc hàng giá rẻ, nhìn các bác nhìn thiết kế cực kỳ đẹp luôn, pin chuẩn 2A nhá. Tốc con này rất là nhanh. Đấy. Pin 4 cell chân phổ thông. Mã này thì công ty đang niêm yết giá là 790. Trong video hôm nay nhá, bác nào mà lấy con này em sẽ để cho các bác với giá chỉ 700.000 một bộ thôi. Một máy, hai pin, một sạc cốc nha. Rồi, và đây là cái mã cao hơn. Con này thì cũng là hệ pin 4 cell nhưng mà đặc biệt con này duy nhất ở Việt Nam mình có mỗi cái thương hiệu Kin nó làm, con này đầu 13 ly. Đây các bác nhìn cái đầu này, đây nó là đầu kẹp 13 ly nhá. Đấy. Hai tốc nhanh chậm đây. Đấy. Đầu 13 ly auto lock, con này thì giá công ty niêm yết là 890. Trong video này bác nào lại liên hệ cho em Tuấn Minh, giảm luôn 90.000 nhá, còn 800.000 một bộ. Lưu ý bộ này là phân khúc hàng cao cấp nhá, không phải là hàng giá rẻ đâu các bác ạ. Rồi, chuyển qua cái hệ khoan đi. Hệ khoan thì vừa rồi các bác cũng hỏi rất nhiều cái con này này. Cái con Cam Pro này và con Camax, hai cái con này nó có một cái một điểm đặc biệt là cái đầu này nó tháo được ra nhá. Cái đầu này nó tháo ra được. Chứ có bác vừa rồi hỏi em cái đầu này tháo ra làm bu lông à. Cái đấy không phải đâu các bác nhá. Cái này là tháo ra nó thành bắn vít. Đấy. Nó thành bắn vít như kiểu vít trượt cho nó nhỏ gọn thôi. Cái này em có lẻ thân và cả bộ nhá. Đây cả bộ của nó đây các bác này. Bộ thì sẽ bao gồm là một máy, hai pin, 5 cell, một sạc. Bác nào lấy thân thì giá thân con này là 430.000 một thân nhá. 430. Đầu 10 ly, 3 chức năng có búa, tất cả những con này đều động cơ không chổi than hết. Đấy. 430 nhá. Còn lấy cả bộ cho em là 700.000. Một máy, hai pin, một sạc. Con Camax này cũng thế các bác nhá, cũng tháo đầu được. 3 chức năng có búa, thân máy 430.000, chân Makita phổ thông này. Ok chưa? Rồi tiếp theo. Đây, cái này thì hôm trước còn hai ba cái mà các bác chốt xong xong về sau. Có mấy bác lớn tuổi rồi đặt xong lại về lại bom hàng của em không hiểu lý do gì nhá. Các bác chắc chắn đặt hàng thì hãng đặt nha, vì mấy cái này em thanh lý rồi, không còn lợi nhuận gì nhiều đâu. Đây, thân chuyên vít Milwaukee này. Các bác nhìn thân nó rất là đẹp như này. Đây nó là hàng mới chứ không phải là hàng cũ đâu. Nhưng mà em không muốn bán nhiều mấy cái mã này nên là em mới xả giá này thôi. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. 3-4 cấp chỉnh tốc nha. Đây là hàng Trung Quốc, chân Makita phổ thông. Em thanh lý lốt cái thân máy này 500.000 một thân nha. Thân chuyên vít Milwaukee và thân bu lông nữa cũng thế, 500.000 một thân các bác nhá. Chân Makita phổ thông. Đấy, bác nào chốt chắc chắn lấy thì hãng đặt cho em. Vì một lần em ship đi mất 30.000, xong lại bị hoàn về mất 30.000 nữa. Nói thật, bán con máy này là bán sang tên chứ không phải là bán để lấy lợi nhuận đâu. Đấy, rồi. Đây là hai cái mã tiếp theo này, hai con Cam Pro. Hai cái mã này thì em Tuấn Minh, đây là em ôm độc quyền nên là hiện tại ở Việt Nam chắc em Tuấn Minh có làm được cái giá cho các bác này thôi. Con này là 4 cell nhá, đầu 10 ly, có khóa trục luôn các bác ạ. Động cơ không chổi than nhá. Con này em ôm độc quyền nên em bán một mình một giá luôn, thanh lý cho các bác giá cả bộ 530.000. 530.000 thôi các bác nhá, bao ship tận nơi cho các bác, 530. Rồi. Một máy, hai pin, một sạc, nguyên hộp đựng như này các bác nhá. Rồi tiếp theo là con Cam Pro này này. Con này thì hiện tại là cái điểm hay con này nó tháo đầu được. Đây các bác này. Đấy, nó tháo đầu ra như này được. Con này hai chức năng, không có búa. Đấy, bộ này thì em đang bán giá các sàn em đang bán là 750 cơ. Nhưng bác nào lấy trong video hôm nay nhá, em để cho bác 630.000 thôi. 630 bộ này. Một máy, hai pin, một sạc nhá. Còn bộ đỏ này 530, bác nào chốt cứ chủ động alo cho em Tuấn Minh. Rồi tiếp theo, cái con khò này hôm trước này, đây là khách đại lý nhá, lấy của em mấy chục thùng, xong cuối cùng bây giờ cuối năm ông lợi tiền không ấy được lại trả lại nhá. Đây là khò Talon, hàng nội địa Trung Quốc nhá. Đây là hàng nội địa các bác nhá. Đấy, khò lóng này. Đấy, nguyên hộp như này, bác nào lấy thì chủ động gọi cho em xả lốt 270.000 thôi. Còn có 3 cái đây, 3 cái 270.000 các bác nhá.
Rồi, và đây là một con khoan, đây con này là mẫu mới về, con này không phải là thanh lý. Đây là hàng mới về nhá, nói thanh lý thì nó hơi vô duyên các bác ạ. Đấy. Model của nó là con Drama 5221B. Con này là đầu 10 ly, 3 chức năng có búa, động cơ không chổi than. Chân pin Makita phổ thông nhá. Hiện tại con này thì em Tuấn Minh đang bán full bộ đấy. Bộ của nó thì sẽ bao gồm một máy như này này, hai của pin 5 cell 2A và một sạc. Có một cái túi đựng đồ đi kèm nha. Bộ này thì giá công ty liêm yết nó đang bán là 850.000. Nhưng bác nào mà lấy nhá thì em Tuấn Minh đây là gọi là cuối năm rồi, để cho các bác với cái giá rất là đẹp để về các bác dùng. Con này gia đình hay công trình đều ngon luôn. 750.000 nhá. 750.000 và em bao ship tận nơi cho các bác luôn. Đầu 10 ly có khóa trục nhá, pin có cả đèn báo. Đấy, full bộ nhảy 750. Ok, và cuối cùng là hai cái mã mài. Hiện tại hai cái mã mài này của Hukan thì em Tuấn Minh ôm rất nhiều. Cũng không phải là thanh lý, chỉ gọi là lên video để cho các bác giá nó tốt hơn so với giá bình thường thôi. Con này là mài Hukan AGS 6400BL. Đấy, động cơ không chổi than nhá, hàng công ty bảo hành 6 tháng. Con này thì hiện tại công ty Hukan đang bán với cái giá là, em nhớ lại xem là con này là 6.400, giá đang bán 500 550, đúng rồi. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em Tuấn Minh nhá, 500 em bao ship luôn. Đấy, 500.000 một hộp giấy nha, có đầy đủ cả phụ kiện nhá. Đấy, 500.000. Còn đây là cái mẫu mài mà cháy hàng suốt mấy tháng nay bây giờ mới về được. Con này thì nói thật với các bác luôn là con này nó mới lên giá. Đấy. Ở đây video em Tuấn Minh đang thanh lý, nhưng hiện tại chỉ có duy nhất con này nó lên giá. Con này là model AGS 6900. Đấy nha, mài 6900BL này. Con này lý do lên làm sao? Vì cái đợt này con này nó nâng cấp rất nhiều tính năng. Con này có tính năng chống sốc lưỡi này. Rơi máy cũng tự ngắt luôn. Anh em vật cổ tay nhảy mà vỡ lưỡi, kẹt lưỡi là máy nó cũng tự ngắt luôn nhá. Đấy, giá con này thì công ty đang bán là giá hiện tại là 690.000 một thân máy các bác nhá, màu xám xi măng rất là đẹp. Đấy, bác nào lấy con này thì em Tuấn Minh hỗ trợ thôi, vì đây nó là hàng hot và cũng hết hàng rất là nhanh. Đấy, tốc con này là 6.900 vòng. Bác nào lấy con này thì em báo giá luôn, hỗ trợ thêm cho các bác giá thân máy nhá, 650.000 một thân, bao ship tận nơi cho các bác, nhận hàng kiểm tra thoải mái. Và tất cả hàng công ty Hukan ở đây thì đều được bảo hành 6 tháng các bác nhá. Ok, vừa rồi em Tuấn Minh đã lên video tất cả những cái sản phẩm xả kho thanh lý hoặc là giảm giá, hỗ trợ giá trong cái ngày hôm nay. Nên bác nào mà quan tâm sản phẩm gì thì chủ động gọi điện cho em Tuấn Minh theo cái số điện thoại trên màn hình, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em, chụp ảnh lại cái sản phẩm đấy thì em sẽ tư vấn thêm cho các bác nhá. Rồi, bác nào quan tâm thì cứ nhớ gọi điện cho em, hoặc là bác nào chưa đặt được sản phẩm gì thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em Tuấn Minh nhá. Cảm ơn toàn thể các bác đã xem video.